Xin chào quý vị và các bạn. Như lần trước thì mình đã có một video đó để trên tay chia sẻ nhanh về chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus. Và rất là nhanh chóng thì hôm nay ở đây mình đã có một thùng Z7 Plus luôn. Thay vì là đập hộp thì hôm nay mình sẽ đập thùng để xem bên trong là chiếc thùng này chúng ta có bao nhiêu máy. Và các bạn sẽ cùng mình đoán xem là bao nhiêu máy nhá. 3 2 1 Rồi. Và mình đoán ở trong đây nó sẽ có khoảng là 10 máy Z7 Plus. Và các bạn đang đoán là bao nhiêu thì các bạn comment nhanh nhá. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cái thùng này ra xem bên trong chúng ta có bao nhiêu Z7 Plus. Và XMobile là một trong những đơn vị được Samsung khá là ưu tiên, khi mà hôm nay mới chỉ là ngày 13, bên mình đã có thể nhận được Z7 Plus rồi, trong khi các đơn vị khác chắc là phải ngày mai mới có. Đó, mình dọc ra. Anh em nào xem video này sớm muốn mua Z7 Plus thì cứ đến XT nhá. Chúng ta sẽ có một mức giá khá là ngon, tức là các bạn sẽ mua bình thường cái giá niêm yết của chiếc máy Z7 Plus này nó sẽ rơi vào khoảng tầm là hơn 8 triệu. Nhưng mà khi các bạn mua tại XMobile, các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng giảm giá xuống. Mình nghe mang máng đâu đó chỉ là khoảng tầm là hơn 7 triệu. Đây là một mức giá cực kỳ là tốt. Đó, và trong đây thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 2, 4, 6, 8, 10 máy. Mình đoán đúng là 10 máy. Và trong đây không biết là chúng ta có màu gì không. Lần trước mình đã làm màu đen nha. Đây mình có màu đen. Lần trước thì mình đã trên tay chiếc màu vàng rồi. Tiếp theo là vẫn là màu đen, mình muốn kiếm một chiếc máy xem có màu xanh hay không. Vẫn là đen. Hình như nguyên một thùng này chỉ có màu đen mà thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc Z7 Plus màu đen để xem là cái phiên bản màu sắc này nó có đẹp hơn so với phiên bản màu vàng hay không. Thế đen, nhầm rồi, ngờ rồi. Ok, và đây là hộp của chiếc Z7 Plus. Thì các bạn sẽ thấy là nó tương tự như hộp của những chiếc Z7 Pro mà thôi. Không có gì khác, ở mặt sau chúng ta sẽ có full metal, đó là cái thiết kế kim loại nguyên khối này, dual camera với cùng với đó là vân tay, đây là cảm biến vân tay một chạm. Chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ 4G LTE 64-bit octa-core. Và chiếc máy này Samsung đã xác nhận là nó được chạy trên con chip đó là Helio P25, cùng với đó là 32GB bộ nhớ trong, 13MB và 5MP cho camera sau, 16MP cho camera trước. Và đó chúng ta sẽ sử dụng 2 SIM. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khui siêu đâu nhỉ? Đây, mình khui từ bên trên nhá. Chúng ta sẽ còn một xíu nữa ở đây nhá. Và đây sẽ là thân máy của chúng ta, chiếc Z7 Plus. Hiểu không? Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là que chọc SIM. Cục sạc của chúng ta sẽ là cục sạc bình thường, không phải là sạc quick charge gì hết. Đó. Chúng ta sẽ có đó là tai nghe, cũng giống như tai nghe trên chiếc Z7 Plus mà thôi, không có điểm gì đặc biệt trên cái tai nghe này. Và cuối cùng đây là sẽ cáp micro USB. Và đây là chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus phiên bản chính thức, chứ không phải là phiên bản như lần trước mình cầm đâu nhá. Các bạn nhìn nhá, trong camera nó sạch sẽ hoàn toàn, không có cái vật thể lạ như cái chiếc Z7 Plus mà lần trước mình làm trên tay. Và tất cả những cái gì về cái cảm nhận cầm nắm cũng như camera của chiếc máy này mình đã đánh giá sơ qua ở trên chiếc máy phiên bản demo trước rồi. Nhưng mà đây sẽ là phiên bản chính thức nên là mình sẽ làm một video riêng để có thể đánh giá chi tiết về camera chiếc máy này, cũng như là mình sẽ so sánh với một số sản phẩm khác hiện nay, ví dụ như ở chiếc Xiaomi Mi A1. Và đó là video đập thùng và đập hộp chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus. Về cái cảm nhận của chiếc máy này thì trước đây mình đã làm một video rồi. Các bạn có thể bấm vào cái link ở đây để có thể xem lại. Và nếu như mà các bạn đang chờ đợi những video đánh giá chi tiết về camera sản phẩm này, xin mời comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Đừng quên là khi các bạn đến XMobile để mua những chiếc Z7 Plus này, các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng giảm giá, chỉ mua nó với mức giá khoảng tầm là hơn 7 triệu mà thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.